Em chào chị Cát Tường, em chào anh Văn Bảo. Em tên là Lan Chi, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang là công chức nhà nước, em đang làm việc ở Cà Mau. Dạ, em tên Phi Công, em quê cũng ở Cà Mau luôn. Hai đứa học chung phổ thông nha chị. Em làm việc ở Bình Dương chị. Ủa nhưng mà ý là bây giờ hai bạn yêu xa hả? Dạ, dạ. Yêu xa từ đó giờ chị. Từ lúc bắt đầu hiện nay thì tụi em yêu nhau được 8 năm. Nhưng 8 năm? Mà, dạ, nhưng mà thật ra tính số ngày mà tụi em được ngồi để cạnh với nhau như vậy á là chắc được tầm trên dưới 100 ngày. Cái gì? 8 năm mà trên dưới 100 ngày hả? 100 ngày thôi hả? Dạ. Là chia ra năm được 10 ngày á hả? Dạ. Mười mấy ngày hả? Năm tính là 2 tháng, gặp nhau lần. Được 2 ngày. Cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Hồi năm 2011 á thì em với anh hai của Chi là đi ôn thi đọc chung. Rồi cái Chi thường hay chở anh hai ra ngoài đường lộ để em chở anh hai của Chi đi học á. Cái em thấy người nhỏ xinh ấn tượng lúc đó luôn. Dạ, mà tới giờ đúng rồi, lùng nhỏ dạ. Hả? Còn em ấn tượng bạn trai em sao? Tụi em tên là Công với Chi cho nên là thi sẽ cùng thi chung một giải. Bạn này là cứ tới giờ thi là cứ chạy từ đầu hành lang tới cuối hành lang đi mượn máy tính. Lúc đó trong đầu em tưởng tượng bạn này bạn cứ khùng khùng mà cuối cùng ta cũng lên lớp bình thường. Bạn học rất là giỏi à, hỏi mấy người đó giỏi hay khình khình. Nhưng mà cái thời mà lúc mà mới biết nhau là ở gần nhau đúng không? Hai xa là mấy năm rồi? Dạ, đi xa mấy năm? Là đô xa đúng 8 năm là lúc cuối năm học 12 á. Là đi thi đại học thì lúc đó mới quen, là quen xong là Công lên Sài Gòn Công học, còn em thì em học ở Cà Mau. Nhưng mà tên nó hỏi thiệt luôn, yêu 8 năm mà gặp nhau vậy đó, ức chế trong người lắm, sao hai bạn chịu nổi? Thật ra thì đúng là có nhiều chuyện ức chế lắm chị, không gặp được, chỉ qua điện thoại. Hầu như hai đứa là ôm cái điện thoại suốt luôn. Giờ hồi lúc mà mới yêu, hồi cái thời học sinh cho tới sinh viên, điện thoại bằng phím là nhắn tin là chóc bằng phím biết bao nhiêu cái luôn á. Thì chắc là có nhiều cái coi như sóng gió trắc trở, chuyện vui chuyện buồn ha. Bây giờ em kể vài câu chuyện nào mà tụi em thấy ấn tượng nhất giữa hai người. Cái ngày mà Công đi lên Sài Gòn á, Công chỉ nói với em là đợi Công khoảng 5 năm. Trời đất ơi, đợi ít quá ha. Tại vì lúc mà mình đi học đại học rồi cũng hết 4 năm rồi chị. Đợi 5 năm. Lúc đó Công vừa mới vào đại học, cái môi trường nó hoàn toàn khác. Em ở lại, cái môi trường em cũng hoàn toàn khác, cho nên là quen khoảng một năm thì nó cứ giống như là nó bị lơi ra đúng chị rồi. Nhưng có đối tượng khác không, hay là chỉ do công việc rồi mình lơi, hay là có đối tượng khác? Cái lúc mà em đi học đại học á, lúc đó sinh viên mà đâu có tới lui với nhau nhiều được, thì cũng xa. Em lên chơi đêm học nè, thì cũng bị cám dỗ này nọ. Thì em chia tay bạn, xong cái em quen một bạn ở Bến Tre. Đợi 5 năm nhưng mà mới có lên, có chưa được năm là mình có bạn gái khác. Lúc đó em biết không? Em biết. Dạ, thật ra lúc đó em không biết là Công có bạn gái khác. Là lúc đó là vẫn đang còn chia tay. Dạ đúng rồi, lúc đó là vẫn chia tay. Lúc đó tưởng là chia tay luôn rồi đúng không? Dạ đúng đâu rồi. Đâu nghĩ quay lại đâu. Đúng rồi, em không nghĩ là sẽ quay lại. Rồi cuối cùng sao? Nhưng mà người ta phản bội mình vậy, mình cảm giác không, mình... đâu phản bội đâu. Ủa? Thì em hẹn người ta 5 năm, hẹn mới có 1 năm em có bạn gái khác, không phản bội chứ lại gì? Người ta thất hứa thôi. Rồi giải quyết cái chuyện đó như thế nào? Em cho qua luôn vậy hả? Tại vì cái đó là thời tụi em cũng không có cái định hướng là như thế nào, cho nên là lúc mà chia tay thì em không có trách gì hết á. Ai đề nghị quen lại như thế nào? Tới khoảng năm 2014 là ông nội của Công mất. Tụi em có hẹn với một nhóm bạn là đi từ Cà Mau lên Sóc Trăng để đi đám tang. Nhưng mà tới cuối cùng á, nhóm bạn không ai đi á. Có mình em đi thôi. Đúng rồi, em cũng không biết là em suy nghĩ như thế nào mà một mình em từ Cà Mau em chạy lên Bến Sóc Trăng mà em cũng không biết đường, mà em không biết nhà gì hết. Em chỉ biết mỗi số điện thoại của bạn này thôi. Rồi lúc mà bạn lên vậy là coi như là bạn gặp cả gia đình của Công luôn. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi lúc bạn cảm thấy như thế nào? Thật ra thì lúc gặp ba mẹ thì thấy ba mẹ cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà tại lúc đó tụi em chia tay, tụi em cũng không có giới thiệu là bạn gái. Cái lúc mà đến đám tang đó là đang chia tay. Dạ đúng rồi ạ. Sau đợt đi đám tang đó thì về con cũng có nhắn tin lại với em là hồi lần này gặp lại Chi con thấy vui quá. Rồi sau đó là hai đứa có hẹn đi chơi lại với nhau. Cái lúc mà hai đứa hẹn đi chơi với nhau á chị,
cái bạn nắm tay em trở lại. Tự nhiên giống như là sau bao nhiêu cái khoảng cách đó, lúc mà bạn nắm tay lại á, cái cảm xúc nó trào dâng lên á. Xong rồi cái bỏ chuyện cũ luôn. Dạ em không nhớ cái chuyện cũ. Bản thân em có cảm thấy là em có lỗi không? Em phải chủ động với mình đàn ông mình. Dạ, phải chủ động thì xin lỗi, em có lỗi. Em có làm gì em xin lỗi. Dạ, cái khúc đó em nghĩ là mình không nên xin lỗi. Mình phải dùng tình cảm mình bù đắp thay lời xin lỗi. Thì sau đó đi chơi về, rồi cứ em về nhà, ví dụ như em về nhà 4 ngày á, thì nhà em với nhà của bạn Chi cách nhau 100 cây, em cứ lên về gì đó. Còn cái cô bạn kia thì cô bạn người yêu kia thì xử lý sao? Dạ em chia tay trước đó em mới quen lại bạn Chi. À lúc đánh tan đó là chia tay rồi. Dạ rồi. À. Trong cái suốt quá trình quen nhau thì có cái chuyện gì dở khóc dở cười với hai bạn không? Tụi em á là hai đứa là khóc ướt bên tụi em. Chia tay á, mà chia tay á. Cứ mỗi lúc mà bạn về rồi xong rồi hay là em lên trên này em thăm bạn xong rồi em về lại á, cứ một đứa lên xe, một đứa nằm quay mặt vô khóc, còn đứa kia thì đứng dưới bến xe cứ cúi mặt xuống như vậy là khóc. Khóc hoài 8 năm khóc không biết bao nhiêu trận, ướt hết bến xe luôn phải không? Chắc vài bữa nữa. Em kể một cái lần nào đó ấn tượng bạn gái lên Sài Gòn thăm em. Lần đó xa xôi lắm. Trời ơi, đi lên mà nhìn bến xe, nhìn xa xa, mặc cái đồ vàng chanh. Vàng chanh. Ồ, rồi xách nguyên cái vali luôn, giống như dọn đồ lên đây ở luôn á chị. Mình lên có 3 ngày à. Cái lần mà đầu tiên mà em lên Sài Gòn á gì? Giống như một mình lên Sài Gòn mà lần đầu tiên em đi luôn. Em đi thì gia đình em biết không? Dạ biết chị. Là có quen, có gia đình chấp nhận cho lên thăm hay là? Dạ. Em ra bến xe em thấy em cũng hoảng lắm chứ. Tại vì mặc bộ đồ vàng nổi chanh quá. Mà lúc mà lên là lên giữa trưa nữa. Tay đủ rồi. Phải như phải vậy nổi. Có gì nổi cho người ta cứu dễ. Rồi khi mà ra mắt gia đình hai bên thì phản ứng gia đình sao? Dạ bên gia đình em thì lúc trước là biết bạn Chi rồi, rất là quý Chi. Ba mẹ em thì nói chung là cũng hơi khó. Nhưng mà khó trong cái chuyện tức là quen thì phải quen cho nó gọi là nghiêm túc đàng hoàng. Dạ đúng rồi. Đó, cái lần đầu tiên mà ra mắt gia đình hẹn là 1 giờ sẽ vô tới nhà. Nhưng mà em đợi, cứ đợi tới tầm 2 giờ không thấy đâu hết. Em gọi công. Ủa? Công đây nè. Hỏi công đâu? Công đứng ở ngoài bụi cây xa xa ở đằng nhà. Công không dám vô. Trời, em cứ nghe cha mẹ của Chi khó mà em đâu có dám vô. Dám vô là đứng ngoài, đứng ngoài. Dạ đứng ở ngoài á chị. Lúc đó là cha em có thấy, cha em thấy cứ đi ra đi vào. Cha tưởng ăn trộm. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi sao cưng? Dạ thì em cứ đứng vậy đó, rồi cái em cũng đến gọi Chi mà thấy còn rung cho nên không dám gọi. Chưa gọi được. Còn đứng ngoài đó bao lâu? Dạ chắc cũng hơn tiếng á. Hơn tiếng. Tại vì thường thường em đi sớm mà. À có nghĩa là mình không có trễ giờ, mình dạ. Không dám vô đứng ở ngoài. Dạ. Chứ thường đến trễ dạ, là mất điểm á. Vậy thì cha em thấy đứng ở ngoài là cha em biết rồi. Lúc mà bước vô là cha biết hàng Chi, tao thấy nãy giờ có thằng nó núp lớn rồi đó. Rồi cuối cùng là gọi cho Chi, Chi kéo vô hả? Dạ em kêu chị vào. Hôm đó sao, vui không? Dạ hôm đó mới vào gặp bà nội hỏi con tên gì, con làm ở đâu, cái bà hỏi lương con nhiêu, rồi gia đình con làm sao. Bà nội điều tra tắt thằng thật luôn. Mày thương nó, mày có cưới nó không? Vô rồi hả? Rồi trả lời sao? Dạ trời, có liền, có. Dạ có luôn. Chứ bây giờ được qua ải của bà nội là dạ. May nó mắng rồi đó. Rồi hai bạn à, có cái ý định kết hôn gì chưa? À, cuối năm sau chị. Cuối năm sau thì dạ. Gia đình hai bên là đồng ý hết rồi ta hả? Dạ. Dạ. Tại vì cái vấn đề của tụi em bây giờ là con phải tìm một việc ổn định xong rồi mới dự định cho cái đám cưới. Bây giờ là vẫn còn trên này, bao lâu nữa thì về? Dạ, em định là làm hết năm nay rồi năm sau mà khi có việc thì em nhảy về. Là coi như vừa làm ở đây mình mới kiếm việc ở dưới đó. Dạ đúng rồi. Thật ra thì em biết là để có thể mà công đưa ra cái quyết định mà từ bỏ cái công việc rất là tốt ở trên đây để về quê với em, đó là công phải từ bỏ rất là nhiều. Công từ bỏ cái ước mơ mà có thể là cao hơn mà hoàn toàn là công có thể thực hiện nếu như mà công ở trên đây. Em biết là công đang rất là cố gắng để cho em một cuộc sống tốt hơn khi mà công về quê. Thật ra là 8 năm là một thời gian rất là dài.
Chị Tường hy vọng rằng là cái tình yêu của mình á, trong cái 8 năm một khoảng thời gian thanh xuân của mình, thì mình phải trân quý những cái điều đó, để sau này cái cuộc sống có những cái khó khăn á, thì mình nghĩ đến cái đoạn 8 năm nó quá gian nan của mình đi. Yêu mà thật sự không gặp một ngày, hai ngày đã khó chịu rồi, mà mấy bạn phải chịu một cái cảm giác phải nhớ nhung. Thậm chí là chị biết chắc chắn, chị không hỏi, nhưng biết chắc chắn sẽ có những lúc mình khóc thầm một mình nữa. Mình nghe một bản nhạc buồn mình cũng khóc, mình coi một bộ phim mình cũng khóc. Mình tủi thân là trời, phải chi giờ này mình, hoặc là những lúc ốm đau bệnh hoạn mình sẽ nhớ tới cái người đó. Rồi những cái lần mà hai bạn làm ướt cả những cái bến xe đó, thì hy vọng với những cái ký ức đẹp, những cái kỷ niệm đẹp đó, nó sẽ đủ để nuôi dưỡng cho cái tình yêu, một cái đoạn tình yêu mà sát cánh bên nhau của hai bạn. Tại vì Tường cũng chúc cho hai bạn là có một cái đám cưới thật là ý nghĩa, rồi một cái mái ấm gia đình hạnh phúc. Chúc hai bạn sẽ sống hạnh phúc với nhau ha. Em hay nói với Công á là Công lấy mất thanh xuân của em. Thanh xuân của em chỉ để là dành để đợi Công thôi. Nhưng mà thật ra cái thanh xuân đó của Chi nó rất là tươi đẹp khi mà có Công. Rất là dễ thương. Một tình yêu đẹp thì chắc chắn hai bạn sẽ hạnh phúc với nhau về sau này. Rồi, còn anh không muốn quà tặng cho Chi. Bạn lẻn quá ha. Nhẹ nhàng quá à. Wow. Anh. Ôi, sao wow. Làm được vậy? Ủa, này là hình cưới hả? Dạ không, hình này tụi em chụp hình xuân rồi Tết vừa rồi. À, chụp hình xuân. Dạ, những tấm ảnh này là những cái lần mà tụi em đi chơi với nhau. Dễ thương quá. Lưu lại kỷ niệm ha. 8 năm thanh xuân tuổi trẻ dạ. Đó. Ui, mà đi du lịch cũng nhiều ha. Cảm ơn Công. Chị có quà. Cái này 8 năm thì thật ra y như là kiểu như là còn son vậy. Đúng nó mới rồi. Quen vậy đó. Tại vì mỗi lần gặp nhau vậy chứ chị. Gặp nhau có một chút mà. Gặp nhau một ít thì anh Di Tường gặp nhau. Gặp hoài thì cũng ráng giữ vậy nha. Ốp lưng điện thoại á. Trời ơi. Có tên em. Đây. Còn đây là Chi nè. Chi có một lời nhắn nhủ trên đây á, là mặc dù là Chi với Công là ở một khoảng thời gian rất là xa, nhưng mà lòng á thì luôn hướng tới nhau, đây là hình trái tim nè. Wow.